Đây là giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước với nội dung là nộp thuế thu nhập cá nhân. Sau khi các bạn lập bảng lương, tính ra được thuế thu nhập cá nhân của một quý thì chúng ta cộng số tiền thuế thu nhập cá nhân của 3 tháng lại với nhau. Tôi lấy thuế thu nhập cá nhân tính ra được của tháng 1 cộng thuế thu nhập cá nhân tính ra của tháng 2 cộng thuế thu nhập cá nhân tính ra được của tháng 3 trên bảng lương. Thì lúc này tổng tiền thuế thu nhập cá nhân của một quý là 277.212 đồng bằng với lại tổng tiền thuế thu nhập cá nhân ở trên giấy nộp tiền mà chúng ta nộp. Và khi tính ra được số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp rồi thì lúc này các bạn sẽ vào trang thuế điện tử, lập giấy nộp tiền và nộp vào kho bạc nhà nước. Khi lập giấy nộp tiền trên trang thuế điện tử xong, ký thành công giữa công ty chúng ta, tổng cục thuế và ngân hàng rồi, thì các bạn hạch toán lên phần mềm kế toán. Đối với thuế thu nhập cá nhân, khi mà chúng ta hạch toán về trích lương, trích bảo hiểm, thì các bạn có hạch toán thêm là trích thuế thu nhập cá nhân, nếu như tháng nào phát sinh thuế thu nhập cá nhân, bằng nghiệp vụ nợ tài khoản 334, có tài khoản 3335. Cuối quý chúng ta tiến hành nộp tiền thuế thu nhập cá nhân thì lúc này các bạn sẽ hạch toán giảm tài khoản 3335 bằng nghiệp vụ nợ tài khoản 3335 có 112. Các bạn có thể theo dõi ở trên phần báo cáo bảng cân đối tài khoản trận kỳ, các bạn cần xem nhấn đồng ý. Lúc này chúng ta nhìn tài khoản 3335 phát sinh có là 155.962 đồng. Ở đây là tôi đang trích thuế thu nhập cá nhân tháng 1 và tháng 2. Và còn tháng 3, lát nữa chúng ta sẽ trích thuế thu nhập cá nhân. Thì như vậy là tổng thuế thu nhập cá nhân của tháng 3 cộng lại nữa là bằng đúng 277.212 đồng. Và thể hiện đúng dư bên có của tài khoản 3335. Lúc này chúng ta sẽ hạch toán nộp tiền thuế thu nhập cá nhân sẽ làm giảm 3335 bằng cách chúng ta vào ngân hàng chọn chi tiền, đối tượng là kho bạc nhà nước, lý do các bạn ghi là nộp tiền thuế thu nhập cá nhân ngày 31 tháng 3, nợ tài khoản 3335 có 112, số tiền 277.212 đồng. Sau đó các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước trên phần mềm MISA. Chúc các bạn học tốt!